Kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn Network TV 51.3. Tôi, mục sư Nguyễn Vũ Ngọc Linh, điều hợp chương trình buổi tối ngày hôm nay. Và trong phòng ghi âm của chúng tôi có sự góp mặt của Hòa Thượng Thích Huyền Việt, cư sĩ Nguyễn Anh Dũng cũng như Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Xin kính mời quý vị gửi lời chào đến quý khán giả. Dạ vâng, tôi là Linh Mục Phạm Hữu Tâm. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Sài Gòn Network TV. Xin trân trọng chào Hòa Thượng Việt, cư sĩ Dũng cũng như mục sư Linh. Tôi, cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, trân trọng kính chào quý khán giả của đài. Kính chào Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Linh Mục Tâm và mục sư điều hợp ngày hôm nay. Tôi là Hòa Thượng Huyền Việt, trân trọng kính chào toàn thể chư vị khán giả của đài Sài Gòn Network TV. Chào mục sư điều hợp, kính chào cha, kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, đề tài buổi tối hôm nay chúng tôi sẽ nói về sự giận dữ và sự tha thứ, và tôn giáo cũng như lời Chúa dạy dỗ chúng ta điều gì về cái khía cạnh này. Kính thưa quý vị, ở trong đời sống của chúng ta, có thể nói khi mang kiếp người thì chúng ta có những tình cảm, những suy nghĩ, có những ý chí tự do để quyết định mọi sự xảy ra chung quanh của mình. Nhưng mà tại sao, điều gì khiến cho con người của chúng ta dễ bị tự ái, bị tổn thương, dễ bị buồn, dễ gặp những điều mà làm cho chúng ta mang vào những cái âu sầu, những cái oán hận, những cái gì nó nặng nề, nặng trĩu ở trong tấm lòng. Thì buổi tối hôm nay trong cái phần đầu tiên đó, thì chúng tôi xin được cái mời Hòa Thượng Thích Huyền Việt, những điều gì đã khiến cho chúng ta cứ buồn, giận và buồn phiền mãi như thế. Cảm ơn mục sư điều hợp, kính chào quý ngài và thưa quý vị. Phải gì mà tôi có buồn giận, tôi nói cho nó đã. Đúng rồi, thưa mục sư, quý ngài và quý vị, phải nói rằng khi mình sinh ra đời thì gia đình giáo dục mình, học đường giáo dục mình, ra ngoài xã hội giáo dục mình, tôn giáo giáo dục mình, đều hình thành cho mình một cái ta, cái tôi. Và tùy theo cái nền văn hóa mà cái ta, cái tôi nó được biểu hiện trong cái sự chật hay rộng khác nhau. Trong cái ý nghĩa chính của từ ái, tức là mình thương mình. Thật sự là thương mình không phải là cái lỗi, cái sai, nhưng mà chỉ có cái là mình thương mình quá, nhưng mà mình coi thường cái chuyện thương người khác. Do đó khi người khác xúc phạm đến mình cái điều gì đó mình không vui, thì cái sự phản ứng của mình mà phản ứng nó quá đà, cái đó nó trở thành một vấn đề. Do vậy cái hình thành nên cái khái niệm từ ái là một cái hình thành qua nhiều cái sự giáo dục như vừa nói. Nhưng mà cái sự phản ứng của mình trong mọi trường hợp á, rất có thể là nó có vấn đề. Tuy nhiên cái vấn đề đó cũng được đặt chung giữa chúng ta để thấy rằng mình phản ứng quá đà đó tốt hay không tốt. Mình có thể thông cảm được mình, mà người khác có thể thông cảm, có thể chấp nhận được mình hay không. Đó là câu chuyện ở giữa chúng ta. Xin mời cư sĩ. Kính thưa quý vị, chữ ái thì nó nằm ở trong đứng hàng thứ ba ở trong cái thất tình, là hỷ nộ ái ố. Thì khi mà mình thương mình, yêu mình, nó trải qua cái quá trình từ nhỏ đến lớn. Đôi khi cái sự giáo dục trong gia đình nuông chiều mình quá, rồi mình ở được một vị trí nào đó rất tốt, thành ra không có bị những cái sự đau khổ, không có bị những cái tai tiếng, không bị những cái sốc đến cho bản thân của mình qua lời nói, việc làm của người khác. Do đó càng lúc nó làm cho cái thương mình nó nhiều hơn. Bởi người ta nói bảo rằng tự ái người này cao quá, thành ra khi mà nó đã cao lên chừng nào rồi đó, thì cái sự buồn oán giận càng nhiều chừng đó. Tại vì khi mà chúng ta được vui rèn trong những cái hoàn cảnh bị, thường thường ta nói cái câu của mình nếm mật đầm gai đó, thành ra nếu mà trong cái hoàn cảnh đó được vui rèn thì chúng ta sẽ đối diện với lại những cái lời chê trách đâm thọc ở bên ngoài, cái tự ái mình nó bớt dần. Nhưng mà nếu mà chúng ta ở trong cái môi trường quá bình yên, không có ai động tới mình hết, mà khi mà có thì cái đó cái tự ái của mình nó càng cao. Mà khi nó càng cao rồi đó thì gặp những cái chuyện nhỏ nhỏ đi nữa thì chúng ta có những phản ứng rất là dữ dội. Thành ra trở lại cái vấn đề lòng tự ái là một cái trời sanh ra là mọi người đều có, nhưng mà cái có đó nó nằm ở cái vị trí nào và chúng ta dung nạp nó trong cái hoàn cảnh nào thì nó sẽ giúp cho chúng ta trên một cái con đường đời để đối phó với những cái nghịch cảnh và những cái éo le. Xin mời Linh Mục.
Dạ vâng, rất là đồng ý với ý kiến của Hòa Thượng cũng như của cư sĩ Dũng về cái nguồn gốc của tự ái, về cái tôi của mình đó. Và tôi chỉ muốn thêm một vài điều nữa. Điều thứ nhất là tôi nghĩ là khi mà tuổi đời càng lớn thì nhiều khi tự ái nó càng nhiều nữa. Dạ. Và điều thứ hai nữa là khi mà địa vị xã hội càng cao nữa là tự ái nó càng nhiều. Dạ. Tuy nhiên thì dĩ nhiên là không phải là ai địa vị cao cũng như tuổi đời lớn đều có tự ái nhiều. Bởi vì cái cá nhân của từng người cũng như cái hoàn cảnh mà cái người đó đã trải qua trong xã hội càng càng khác nhau thì cái tự ái nó sẽ sinh ra khác nhau. Ví dụ những người mà có cái tôi luyện xã hội đã trải qua những cái đau khổ của cuộc đời, hoặc là trải qua những cái thất bại của cuộc đời, hoặc là xã hội đã tôi luyện họ, và cái cá nhân của người đó tôi luyện họ, thì nhiều khi họ có những cái bản lãnh để họ không có cái tự ái cao như vậy. Cho nên cũng rất là tùy theo cái hoàn cảnh của từng người nữa. Dạ vâng, đó là cái một chút ý kiến của tôi. Dạ. Đối với tôi thì theo lời của Chúa trong Kinh Thánh có dạy như thế này là: ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Thì đối với chúng ta, khi mình có một cái sự trông mong hay là sự một trông đợi, ví dụ như một người khác đi vào trong một cái cửa mở vào, thì phải là người Việt Nam đi, thì mình nhìn nhận người lớn người nhỏ cái vai vế như thế nào và mình chào nhau. Mà có khi vì một cái không tế nhị hay là thiếu sự chào hỏi thăm hỏi ngay lúc đầu hoặc là giữa đám đông như vậy đó, thì có những người khác chào mình nhưng mà mình lại không để ý, mình đang nói chuyện với người khác, mình đang quan tâm đến một cái câu chuyện khác chẳng hạn, và người khác chào mà mình quên, không có để ý, hay là không có chào lại, hay là mình không thấy và mình không chào lại, thì có những người bị tổn thương. Thì cũng có những điều đó đã xảy ra, và những cái người mà buồn phiền bị tổn thương đó thì cứ giữ và mang cái buồn đó trong lòng và nói là tại sao ông mục sư không chào mình, hay là tại sao người đó không có nhìn nhận cái sự hiện diện của mình, hay là mình chào mà không chào lại. Và kính thưa quý vị, những cái nhỏ nhỏ như vậy, thí dụ như có những người khác và nói xấu mình không phải như vậy, nhưng mà người khác nói xấu hay là vu oan hay là giá họa hay là làm tổn thương mình, hay là có những người đi ra trên đường mình thấy mình chạy là 65 là cũng khá lẹ rồi, hay là 70 là khá lẹ rồi, nhưng mà có những người khác lại chạy đút ở đằng sau cái đuôi xe của mình và thúc mình chạy lẹ hơn. Khi mình chưa đổi lên kịp thì người đó đã chạy ngang lên phía trước và có thể giơ tay chửi rủa hay là bật làm một cái gì đó cử chỉ bực bội. Và nếu mình không bình tĩnh thì mình cũng làm lại và chạy lên mình trả đũa lại, hay là mình làm một cái gì đó lại, thì có thể dễ gây ra những tổn thương. Cho nên không biết vì mình nghĩ mình là cao hơn người khác, hay là giỏi hơn người khác, hay là mình không muốn người khác xúc phạm đến mình, cho nên chúng ta có những cái tư tưởng dễ bị buồn phiền, hay là người khác làm cho mình tổn thương. Dạ. Cũng có một cái góp ý kiến thêm nữa là trong cái sinh hoạt đi giúp đỡ những cái anh chị em mà vô gia cư đó, đây là cũng một cái trường hợp nữa, là mấy anh chị em mà vô gia cư tự ái cũng rất là nhiều. Có đôi lần đi mà phát quà thực phẩm, rồi đôi khi cho tiền này nọ đó, tiền ít đó, chê không chịu lấy. Rồi khi mà ngồi nói chuyện mà đem đồ lợi không đàng hoàng, đó là mấy anh đó nói bộ mấy ông nghĩ là tôi là người vô gia cư rồi đối xử tôi vậy hay sao. Thành ra ở một cái vai trò mà vị trí cao, thật là cao, tự ái cũng càng lớn, mà các người mà cái vị trí quá thấp đi nữa đó là tự ái còn nhiều hơn nữa. Và trách đủ thứ chuyện là tại sao quý vị đem đồ tới như vậy, rồi cho chúng tôi không để trên bàn gì, đưa ra đủ mọi hình thức. Của cho không bằng cách cho. Rồi có rất là nhiều điều chúng ta có thể bắt lỗi bắt bẻ lẫn nhau, và làm gì làm thì cái sự tổn thương đó nó đã xảy ra qua cái ánh mắt, cái nhìn, hay là cái lời nói, cái cử chỉ, và chúng ta đã vô tình hoặc là cố ý làm tổn thương nhau. Cho nên chúng ta sẽ đào sâu thêm trong cái khía cạnh này. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.